chào các bạn nhé, mình là Thuấn. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách chỉnh cựu đề sao sang clip dễ và không bị rớt trên ra ngoài. Để làm được điều này thì các bạn cần vô dầu bôi trơn dây đề và cựu đề trước. Bây giờ mình mở con ốc xích cáp này ra, mình lấy dây đề ra. Rồi các bạn rút cái đầu bảo vệ cáp này ra luôn. Nếu các bạn không có cái đầu này để bấm bảo vệ cáp đó, thì các bạn ra tiệm bán đồ sắt, các bạn mua con GV thế này, con GV rút á, các bạn lấy cái đầu này gắn, rút cái đầu nó ra để làm cái đầu bảo vệ cáp như mình đang xài nè. Rồi mình rút dây đề ra luôn. Rồi các bạn kéo vỏ dây đề ra luôn. Mình lấy mỡ bò đôi vô khi gục dây đề ha. Các bạn nhớ làm hết cái phần dây đề luôn nhé. Trong video này mình bỏ ra qua cái chi tiết này. Sau đó các bạn lấy chai bôi trơn, mình xịt vô những cái khớp chuyển động của cùi đề. Tại sao mình phải chỉnh giới hạn cho cùi đề? Nếu mà mình không chỉnh giới hạn cho cùi đề, khi các bạn sang hai clip bìa, nó sẽ bị rớt sên ra ngoài. Đó, nó sẽ bị rớt ra như vậy đó. Thì bây giờ các bạn tìm cho mình hai con ốc. Hai con ốc này thường nó ghi chữ H và chữ L. Chữ H là giới hạn ở clip nhỏ, còn chữ L là giới hạn clip lớn. Nếu cùi đề của các bạn khác của mình và không tìm thấy hai con ốc nằm ở vị trí này thì các bạn tìm ở mặt ngoài này cho mình nhé. Bây giờ mình sẽ chỉnh thử cái giới hạn giúp nhỏ cho các bạn xem. Thì cái cùi đề á, nó có cái lò xo, lúc nào nó cũng kéo cái cùi đề ra phía ngoài này á. Cái con ốc mà chỉnh giới hạn giúp nhỏ á, thì nó chỉ nhiệm vụ là nó canh lại thôi, nó không cho cái cùi đề chạy khỏi cái giúp nhỏ này. Thì nếu mà các bạn không chỉnh cái giới hạn clip nhỏ này á, cái cùi đề nó bật ra ngoài này á, nó sẽ rớt trên. Bây giờ mình sẽ dặn thử các bạn xem nè. Nếu mà mình dặn vô á là nó sẽ đẩy cái cùi đề vô. Đẩy cái bánh xe đề vô nè, các bạn thấy chưa? Đó. Thì mình chỉnh cái clip nhỏ này là mình canh cho nó ngay cái clip nhỏ. Thì các bạn chỉnh cái giới hạn clip lớn và clip nhỏ nha, thì các bạn đừng có chỉnh cho nó ngay quá, mà các bạn chỉnh cho nó hơi khỏi một chút, hơi hút một chút đó. Cái găng bánh xe đề với cái găng của cái clip á, nó hơi chinh một chút thôi, cho nên lúc mà mình xuống clip nó dễ hoặc lên clip nó dễ, chứ mình chỉnh ngay quá lên clip xuống clip nó hơi khó, hơi nặng, tại vì nó đội cái con ốc này nè, con ốc mình nó canh lại nè. Nếu các bạn chỉnh ngay quá thì mình lên nó sẽ cứng lắm. Mình chỉnh hay hút một chút là tốt, đừng hút nhiều quá, hút nhiều quá thì chạy nó cũng không im. Bạn chỉnh giới hạn clip lớn thì con ốc chữ L thì cách làm nó cũng tương tự. Khi các bạn đã chỉnh giới hạn cùi đề xong thì bây giờ mình bắt đầu gắp lại dây cáp. Trước khi gắn dây cáp lại thì các bạn kiếm cho mình con ốc này, con ốc mà lúc mình gắn dây cáp vô đó, thì các bạn dặn vô hết cho mình nha. Dặn sát vô, xong rồi các bạn dặn ra khoảng 3 vòng. Để một lát á, mình sẽ canh chỉnh cho cái cùi đề á, nó lên clip xuống clip cho nó dễ. Thì cái con ốc này á, là nó dùng để tăng hoặc giảm cái gục của dây cáp. Trước khi siết dây cáp lại thì các bạn nhớ chỉnh xuống clip nhỏ nhất nha. Và mình hơi đè vô, mình hơi đè cùi đề vô và kéo dây cáp cho nó thẳng ra. Kéo dây cáp và sửa vỏ dây cáp lại nhé, cho nó sát và thẳng nha. Rồi mình kéo dây cáp cho nó thẳng ra, sau đó mình siết lại. Mình gắn cái đầu này bảo vệ đầu cáp này vô. Cái đầu này nó có tác dụng là bảo vệ cái đầu cáp nó không có bị tưa ra, và khi các bạn lỡ có đụng vào thì nó cũng không có gây đứt tay đứt chân.
Sau khi các bạn đã siết dây cáp xong thì bây giờ mình bắt đầu quay bánh và lên thử liếp nhé. Các bạn lắc lên một nấc. Mình đã lắc lên một nấc nhưng mà cái dây sên nó vẫn không lên được liếp thứ hai. Tại sao như vậy? Vì khi mà mình mới bắt dây cáp vào thì dây cáp nó chưa có đủ thẳng để mà nó kéo cái cù đề đẩy vô đến cái liếp thứ hai. Cho nên sên nó sẽ không có chạy lên liếp thứ hai được. Thì bây giờ mình giữ nguyên cái nấc thứ hai trên cái tay lắc đi. Và các bạn quay bánh. Các bạn vừa quay vừa dặn cái con ốc này, dặn con ốc này ra cho nó rút dây cáp, rút dây cáp thẳng ra nữa. Dây cáp nó sẽ nhắn lại và nó sẽ kéo cái cù đề vô. Các bạn vừa quay vừa dặn, dặn ngược kim đồng hồ nhé. Dặn cho đến khi nào mà chứ nó nhảy lên liếp thứ hai thì thôi. Đó, bây giờ nó đã nhảy lên liếp thứ hai. Khi nó đã nhảy lên liếp thứ hai rồi thì mình chỉ cho các bạn chỉnh một lần là được luôn. Thì các bạn canh cho mình nha. Bạn canh cho mình cái gân của cái bánh xe đề này nè. Và cái gân của cái liếp thứ hai đó, các bạn canh cho mình nó thẳng hàng bằng cách là các bạn dặn cái con ốc này nè. Nếu mà nó chưa thẳng á thì bạn dặn con ốc canh cho nó thẳng lại. Một là các bạn dặn ra, hai là mình dặn vô. Nhưng mà các bạn thấy nó chịch về bên trái so với cái liếp này á, cái bánh xe đề nó chịch qua bên trái á. So với cái liếp mình muốn chỉnh á, thì các bạn dặn vô cho nó chạy ngược về qua bên phải. Còn nếu mà các bạn thấy cái liếp cái bánh xe đề này á, nó chịch về như bên phải á, so với cái liếp á, thì các bạn dặn ra cho nó kéo về bên trái. Các bạn chỉnh như thế nào á, canh như thế nào cho nó thẳng với cái bánh xe đề và cái liếp nó thẳng hàng. Rồi các bạn canh cho nó thẳng cho mình là sai được luôn, là lên xuống ngon lạnh luôn. Bây giờ mình thử nha. Mình thử lên hết liếp luôn. Rồi bây giờ lên đã ngon lành. Bây giờ mình bắt đầu xuống lại xem nó có xuống nó có dễ dàng không. Xuống cũng ngon, lên cũng ngon luôn. Nếu như các bạn đã chỉnh như mình nhưng mà lên xuống nó vẫn còn hơi bị vướng chút thì bây giờ mình sẽ chỉ ra hai trường hợp cho các bạn chỉnh. Trường hợp thứ nhất là các bạn lên liếp thì dễ nhưng mà xuống thì khó, như cái trường hợp này đây. Bây giờ mình xuống liếp nè mà nó không chịu xuống, nó cứ nhảy hoài. Lát nó nhảy lên, lát nó nhảy xuống, nó kêu lạch cạch thì là do các hồi lúc nãy các bạn chỉnh cái gân bánh xe đề này nó hơi chịch về phía bên trái một chút, nó chưa có ngay. Cho nên khi mình xuống liếp á thì gân bánh xe đề nó không có ngay cái liếp mình muốn xuống, cho nên nó nhảy qua nhảy lại hoài. Bây giờ các bạn dặn cái con ốc này, dặn vô cho cái bánh xe đề nó chạy về phía bên phải một chút. Các bạn dặn từ từ thôi nha. Nếu các bạn dặn nhiều quá thì xuống nó ngon nhưng mà lên nó sẽ khó. Các bạn dặn từ từ thôi cho nó vừa đủ xài thôi. Rồi các bạn kiểm tra lại. Đó, hiện đã xuống được rồi, nó không còn nhảy nữa. Mình kiểm tra xem mấy cái liếp kia có được chưa. Đó, như vậy là ok nha. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là các bạn xuống liếp dễ nhưng lên liếp nó khó, nó bị dướng, nó kêu lạch cạch, như là cái trường hợp này nè. Mình đã nhấn lên liếp
thì nó không chịu lên, nó nhảy nó kêu lạch cạch. Thì cái này các bạn chỉnh lại cái con ốc này do cái bánh xe đề lúc nãy các bạn chỉnh á, nó hơi chịch về bên phải, bây giờ á, mình dặn ga cho nó kéo về bên trái cho nó ngay với cái clip mà mình muốn lên á, mình chỉnh cho thẳng ngay cái clip mình muốn lên, rồi sau đó mình kiểm tra lại, mình dẫn từ từ thôi nha. Đó, bây giờ nó đã lên rồi, mà nó kiểm tra cái clip khác xem nó lên ổn hết chưa. Rồi như vậy là được rồi đó nha các bạn. Như vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn cách chỉnh cụ đề và những trường hợp gặp phải khi lên clip xuống clip. Thì video đến đây đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy video có ích, hãy nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để lại câu hỏi trong phần bình luận nếu có thắc mắc. Chào tạm biệt các bạn.